Mình là Mỹ Uyên, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mr. Zero. Đây ghi thể hiện bản lĩnh chơi chấm phạt đền, mang về chiến thắng cho Quỷ Đỏ. Năm 2017, trận đại chiến giữa Manchester United và Real Madrid phải bước vào loạt luân lưu cân não khi kết thúc với tỷ số hòa 1-1 sau 2 thời gian thi đấu chính thức. Đây lại là một trong loạt đấu súng kỳ lạ nhất bởi lần lượt cầu thủ của hai đội đều xịt trong ít nhất 2 loạt sút. Nếu như bên phía Manchester United, sự xuất sắc của David De Gea thì Real có Kiko Casillas chơi xuất thần trong việc đoán trúng hướng và cản phá liên tục. Anthony Martial mở màn bằng cú pen thảm họa trong khi Victor Lindelof cũng không khá hơn mấy. Bên phía Real thì Oscar Rodriguez và cả Casemiro đều chẳng thể làm nên chuyện. Cùng tổng hợp lại những lần De Gea thể hiện bản lĩnh trên chấm phạt đền nhé. Các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh thứ hai của tụi mình được đặt ở dưới phần mô tả để ủng hộ cho tụi mình nhé. Hẹn các bạn ở các video tiếp theo. De Gea vốn được xem là một trong năm thủ thành xuất sắc nhất thế giới. Dù ở hiện tại, phong độ của anh không được ổn định khiến người ta thất vọng. Song hãy thử nhìn lại một số thời điểm, chính bản lĩnh và tinh thần thi đấu xuất sắc của thủ thành người Tây Ban Nha đã giúp đội nhà vượt qua không ít khó khăn. Đó là những lần khung thành Manchester United phải đối mặt với đối thủ trên chấm phạt đền. Khi mà các chân sút chưa đủ sức để quyết định trận đấu thì khi ấy cũng là màn thể hiện của De Gea. Cách đây 6 năm, MU và Inter Milan đối đầu nhau tại giải giao hữu dành cho các nhà vô địch quốc tế ICC Cup 2014. Được đánh giá cao hơn đối thủ, nhưng sau 90 phút tranh tài, MU bị Inter Milan cầm hòa không đều và đôi bên phải phân định thắng thua từ chấm đá luân lưu theo quy định của giải. Vài ngày trước trận đấu, Inter đã đánh bại Real Madrid theo cách này, nhưng ở cuộc chiến cân não với Manchester United, phần thắng lại nghiêng về cho đội bóng nước Anh. MU đá trước và lần lượt Ashley Young, Chicharito, Cleverley và Kagawa hoàn tất cú sút của mình ở 4 loạt đá đầu tiên, thì phía Inter chỉ có Guarin, Mavilla và Bentider kết thúc thành công. Đến lượt sút thứ tư, Andre Onley sút trúng xà ngang, tạo cơ hội cho Darren Fletcher kết thúc luôn trận đấu bằng cú sút cháy lưới thủ thành Carrizo ở loạt đá thứ 5. Năm 2017 lại là một cuộc đối đầu khác giữa Real Madrid và Man United, cũng trong khuôn khổ ICC Cup. MU dù không tung ra sân đội hình mạnh nhất, Lukaku, Pogba ngồi dự bị, nhưng vẫn nhập cuộc vô cùng tự tin, thậm chí họ tạo nhiều cơ hội ăn bàn hơn Real Madrid.
Phía bên kia, đội bóng Hoàng Gia cũng nhanh chóng thể hiện đẳng cấp với những đợt phản công sắc bén. Cứ như vậy, 45 phút đầu tiên diễn ra với tốc độ và kịch tính ngày càng đẩy lên cao. Kết quả, MU là đội được hưởng niềm vui trước sau khoảnh khắc solo xuất thần của Anthony Martial. Phút bù giờ hiệp 1, từ pha tấn công bên cánh trái, chân sút người Pháp solo qua 3 cầu thủ Real trước khi căng ngang để Jesse Lingard dễ dàng đệm bóng vào lưới trống. Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Zinedine Zidane thực hiện nhiều sự điều chỉnh về nhân sự và chiến thuật, giúp Real Madrid giành lại thế trận. Phút 68, tân binh Lindelof bên phía MU phạm lỗi thô bạo với Theo Hernandez, tạo điều kiện để Casemiro dễ dàng đưa trận đấu về vạch xuất phát. Tỷ số 1-1 được giữ nguyên tới hết trận, buộc hai đội phải phân định thắng thua bằng loạt luân lưu cơn não. Trên chấm phạt đền, MU đã thực hiện hai lượt sút thành công của Mkhitaryan và Dalip Blay. Người duy nhất thành công bên phía Real là Quezada. Sự xuất sắc của thủ thành De Gea cùng những cú sút thảm họa từ cầu thủ hai đội đã giúp MU giành chiến thắng 2-1 trong màn đấu súng đó. Ở lượt trận cuối tại ICC năm 2019, MU đồng độ với AC Milan. Dù ra sân với lực lượng không phải mạnh nhất khi thiếu vắng Paul Pogba, nhưng đoàn quân huấn luyện viên Sosa chủ động pressing tầm cao và liên tục dồn ép đối phương. Tuy nhiên, AC Milan cũng không phải dạng vừa khi đáp trả lại MU bằng những đường lên bóng rất mạch lạc. Sau 10 phút đầu trận đấu, hai đội thay nhau ăn miếng trả miếng. Vào phút 14, MU có bàn thắng vươn lên dẫn trước do công của Marcus Rashford, bắt nguồn từ pha chuyền dài vượt tuyến của Nemanja Matic, tiền đạo số 10 của MU đi bóng dũng mãnh vào khu vực 11m50 trước khi anh có cú ra chân quyết đoán 1-0 cho Quỷ Đỏ. Sau bàn thua, AC Milan đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ và ở phút 26, Suso có cú sút xa đầy hiểm hóc đánh bại thủ thành David De Gea và đưa trận đấu về thế cân bằng. Những phút cuối của hiệp 1, AC Milan tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của MU, nhưng 1-1 vẫn là kết quả cuối cùng của hiệp 1. Bước sang hiệp 2, hai đội đẩy cao tốc độ của trận đấu. Tới phút 60, AC Milan vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-1 sau pha phản lưới của trung vệ Victor Lindelof. Tuy nhiên, chỉ 12 phút sau bàn thua, Jesse Lingard đưa trận đấu về vạch xuất phát bằng pha dứt điểm ở góc hẹp tinh tế. Những phút cuối trận, MU thi đấu lấn lướt đối phương và buộc AC Milan rơi vào thế phải chống đỡ. Tuy nhiên, những pha lên bóng và dứt điểm của Quỷ Đỏ vẫn không thể xuyên phá được mảnh lưới của Pepe Reina. Hiệp 2 khép lại với tỷ số 2 đều, hai bên phải bước vào loạt sút luân lưu mây rủi. Trên chấm phạt đền, sau 4 lượt sút đầu không ai thất bại, thì ở lượt thứ 5, truyền nhân nhà Maldini, cầu thủ Daniel Maldini là người duy nhất thực hiện không thành công khi bị De Gea cản phá cú sút. Cơ hội được trao cho Daniel James ở lượt sút cuối của MU và anh chiến thắng Pepe Reina để ấn định thắng lợi chung cuộc 5-4 cho Manchester United. Vừa rồi là một số trận đấu trong khuôn khổ ICC Cup khi De Gea cùng với MU phải chạm mặt đối thủ trong những quả luân lưu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.